một cái lời khuyên cho các bác cửa hàng phục vụ kinh doanh, phục vụ nhân dân là khi sử dụng camera, hệ thống camera thì chúng ta phải làm sao nhỉ? Xem lại để kiểm tra cái chất lượng ổ cứng nó có lưu lại được hay không. Đến khi mà sự việc nó xảy ra rồi mới bắt đầu đi tìm lại thì đã muộn. Đúng rồi. Khuyên cáo là nên thỉnh thoảng xem lại để còn biết được rằng là cái thiết bị của mình nó chạy nó còn đảm bảo hay không. Báo cáo với tất cả anh em với bạn bè trên Zalo, Facebook, các thứ trang mạng đây là hai chuyên gia về máy cam. Cam là ai? Các loại cam mới lắp cho nhà mình đấy, cho nên đang khuyên mình là thường xuyên phải sử dụng xem lại để khi mà có những cái việc mà khách bỏ quên đồ ấy, thì chúng ta đã đủ điều kiện để xử lý tình huống. Thông tin này có ích không anh nhỉ? Quá có ích. Vâng, rất cảm ơn anh. Đấy. Quá tuyệt vời. Hôm nay vừa được đến trải nghiệm mà món bún đậu ở Xuân Mai, thế là này và chỗ quán bún đậu Thu Lộc, ông chủ này cho ăn no quá. Anh tranh thủ để kiểm tra được cái camera mình mới lắp được khoảng mấy năm nhỉ? Từ 2019. 5 năm. 5 năm rồi đấy. Nhưng mà của bên người tốt vẫn chạy ok. Đấy. Xem vẫn nét lên nét. Có nghĩa là mới bảo hành 2 năm nhưng mà mới dùng có 5 năm. 5 năm. Vẫn dùng tốt nữa. Đấy, thế tỏ là người yêu camera mà camera cam, cũng người. Cam thì lắp trong nhà nhưng mà ra ngoài chơi lắp. Mưa suối vẫn ok. Đúng rồi. Đồ nào cam ngoài trời là phải lắp ngoài trời. Người nào của đấy. Người nào của đấy. Nhưng phải nói là cái hệ thống cam mà hoặc cái đồ dùng của mình dùng mà mình yêu quý các bạn đấy cũng yêu thương lại mình. Đấy. Xin cảm ơn ông chủ quán bún đậu Thu Lộc. Xin cảm ơn hai ông chủ chuyên lắp cam này là được rất nhiều người quý mến đấy. Thế cho nên là mọi người hãy tin tưởng sử dụng cam thì cứ gọi cho hai ông chủ này. Nếu quý vị có bất kỳ cái sự việc thì cần hỗ trợ hoặc là trong quá trình chúng ta cần bảo dưỡng thì có thể liên hệ với anh em chúng tôi hoặc là qua chỗ quán bún đậu Thu Lộc để bữa trưa bữa tối cùng gia đình và có thể hay có số điện thoại của bên mình, lát nữa thì bên mình sẽ để số điện thoại ở phía dưới. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn bữa trưa vui vẻ nha. Xin chào.